Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Anh em Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Quốc Dũng. Ngày 28 tháng 8, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo chấm đề biết, Nguyễn Quốc Dũng sinh năm 1947 là anh cả, miền Nam gọi là anh hai, trong gia đình gồm 6 anh chị em. Dũng cũng có bản tính lưu manh, tham lam, độc ác giống như người em Úc, tức em bảy Nguyễn Xuân Phúc, sinh năm 1954. Nhà sử học nổi tiếng người Hà Lan Rất gờ Riemann từng nói rằng, bản chất con người vốn không xấu xa tận căng mà là do quyền lực. Chính quyền lực mới là thứ tác động trực tiếp đến các quyết định gây ra hậu quả kinh hoàng trong lịch sử, mà đến ngày hôm nay, nhân loại vẫn rùng mình, sợn ốc khi nhắc đến. Và đây là hình anh em Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Quốc Dũng. Điều đó có lẽ đúng trong trường hợp này, khi ở cương vị Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông Quốc Dũng bòn vét từng đồng của cơ quan, cấu kết với công an và tòa án, khởi tố, bắt giam, kết án oan sai nhiều doanh nghiệp, cá nhân, ngoài mục đích tư thù, còn cướp tài sản của họ. Cụ thể như hồi năm 2004, được sự chống lưng của Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó là Phó Bí Thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Quốc Dũng phê chuẩn khởi tố, bắt giam Trung tá Hoàng Minh Công, tức điều tra viên phòng cảnh sát điều tra, Công an Đà Nẵng gán ghép tội danh, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Sau nhiều lần xét xử, tòa buộc phải tuyên vô tội, đặc biệt trong phiên tòa bị cáo Trung tá Hoàng Minh Công, tố cáo Viện trưởng Viện Kiểm sát Đà Nẵng Nguyễn Quốc Dũng, cố tình trả thù, khởi tố vụ án trái luật. Không dừng lại tại đó, vào năm 2007, Nguyễn Quốc Dũng ký quyết định truy tố Thiếu tướng Công an Trần Văn Thanh, tránh thanh tra Bộ Công an, với tội danh gán ghép lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Ông Thanh là nạn nhân của sự trả thù, phi nhân, gần như là muốn bức tử khi ông bị điều ra tòa án khi đang hôn mê, bị đẩy vào phòng xử với đầy đủ dây nhợ và máy trợ thở oxygen để nghe lời tố cáo và tuyên án mình. Tướng Trần Văn Thanh bị đưa ra hầu tòa trên băng ca năm 2009. Lương tâm mà ác thì hành động bất nhân, anh em nhà Xuân Phúc từ trứng nước đã tìm nhiều phương kế để triệt hạ đối thủ và hãm hại đồng môn. Cần nói thêm, Nguyễn Quốc Dũng có hai cô con gái. Cô thứ nhất tên Nguyễn Thị Thúy Duyên, năm đời chồng, hiện đang ở Singapore. Tham gia đầu tư kinh doanh bất động sản và đứng tên tài sản cho chú ruột Nguyễn Xuân Phúc, 1,2 tỷ đô la Mỹ. Duyên còn là cổ đông chiến lược của sòng bài Resort World Sentosa tọa lạc trên hòn đảo Sentosa đẹp như tranh vẽ ở Singapore, với diện tích rộng 8.733m2. Cô con gái thứ hai, tên Nguyễn Thị Ánh Linh, lấy cháu ruột bà Trương Mỹ Lan. Linh hiện nay đang cư trú tại San Jose, California, Hoa Kỳ và sở hữu nhiều bất động sản. Thí dụ như căn hộ sang trọng tại thung lũng Silicon, vùng này là nơi đặt đại bản doanh của hơn 1.000 công ty công nghệ hàng đầu thế giới nên giá bất động sản cực kỳ đắt đỏ. Mức giá trung bình một căn nhà là 1,67 triệu đô la Mỹ và cao nhất có căn lên tới 30 triệu đô la Mỹ. Vợ chồng Linh hiện đứng tên tài sản cho chú ruột Nguyễn Xuân Phúc và bà cô Trương Mỹ Lan, tức Vạn Thịnh Phát, 10 tỷ đô la Mỹ. Và đây là hình bà Trùm Trương Mỹ Lan có quan hệ thông gia với gia đình ông Phúc. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bắt giam Trương Mỹ Lan, thì ngày 21 tháng 12 năm 2022, vợ chồng Nguyễn Ánh Linh bị cục C03 triệu tập lên làm việc. Đến ngày 13 tháng 4 năm 2023, thì vợ chồng Linh trốn chạy sang Campuchia bằng đường bộ để bay tới Hoa Kỳ, đem theo cả những bí mật và sự thật về một đế chế tham lam, độc ác và lũng đoạn nền kinh tế Việt Nam. Quay lại nguyên Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, không có lãnh đạo nào lại tán tận lương tâm khi thấy đất nước đang lâm cảnh lầm than, hàng triệu người dân thiếu vaccine ngừa bệnh hoặc mắc kẹt ở xứ lạ quê người thì lại tiếp tay cho vợ con cấu kết với gian thương buôn bán vật tư y tế và nâng khống giá kit test. Đệ nhất phu nhân Trần Thị Nguyệt Thu, gian thông với Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Việt Á làm hàng chục ngàn người dân miền Nam tử vong. Vì siêu lợi nhuận, hối thúc chính quyền địa phương đưa ra quyết sách sai lầm khi ép buộc người dân xếp hàng dài đi thử Covid-19, khiến họ bị lây chéo và chết oan trong cô đơn tại các bệnh viện giả chiến. Chính vì vậy, nhiều người dân đặt câu hỏi, tại sao nguyên thủ một quốc gia như ông Nguyễn Xuân Phúc, độc ác, tham lam như vậy, mà các ủy viên trung ương đảng và các đại biểu quốc hội vẫn cấm mặt bỏ phiếu ủng hộ có những lần Phúc đạt tối đa gần 100% phiếu bầu để giữ các chức danh. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Anh em Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Quốc Dũng. Nguyễn Hòa Bình làm mưa làm gió trong ngành tư pháp. Ngày 28 tháng 8, blog Trần Văn trên VOA tiếng Việt bình luận Việt Nam quyền lực trong tay ai? Bình luận về tân phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tác giả cho biết tháng 1 năm 2021, Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 đã bầu ra 180 cá nhân vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, các ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu ra 18 ủy viên Bộ Chính trị và chọn một số ủy viên vào Ban Bí thư. Và đây là hình bài trên blog Trần Văn VOA Tiếng Việt. Đến nay, dù đã nhiều lần bầu bổ sung, nhưng Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ còn 151 ủy viên chính thức, Bộ Chính trị cũng chỉ còn 15 ủy viên, trong đó 5 trên 15 ủy viên đương nhiệm thuộc diện bầu bổ sung để thay cho 7 ủy viên bị buộc phải ra đi. Tác giả nhận xét, nếu đặt 7 ủy viên Bộ Chính trị đã bị buộc phải ra đi, bên cạnh những ủy viên Bộ Chính trị còn tại nhiệm, hẳn sẽ thấy nhiều người trong số họ ít điều tiến hơn. Chẳng hạn, trong số này có bao nhiêu người khiến công chúng thất vọng hơn ông Nguyễn Hòa Bình. Tác giả dẫn tế tệt của ông Trần Đình Triển, trưởng văn phòng luật vì dân, viết trên Facebook với tựa đề Nguyễn Hòa Bình, những cái nhất khi làm chánh án. Trong tế này, ông Triển cho biết, ông Bình từng là đồng môn với ông ở Đại học An Ninh, từng công tác cùng ngành công an, nên tôi hiểu biết ông Nguyễn Hòa Bình từ học hành, năng lực trình độ, sở trường, sở đoạn, phẩm chất đạo đức và nhân cách. Ông triển liệt kê 11 cái được của ông Bình, trong đó có những cái được như từ khi ông Bình trở thành chánh án tòa án tối cao, thì nhiều cấp tòa không cho người thân của bị cáo và đương sự cũng như nhân dân tham dự phiên xử, dù hiến pháp quy định mọi công dân đều có quyền tham dự trừ trường hợp phiên xử được pháp luật quy định xử kín hoặc vụ án có tính chất đặc biệt cần bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình xét xử và đây là hình phó thủ tướng nguyễn hòa bình theo ông triển cái được khác của ông bình là dưới thời làm chánh án tòa án tối cao là việc các thẩm phán mạnh dạng đưa vào bản án kết luận mặc dù có vi phạm về tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ án bất chấp các quy định trong bộ luật hình sự và tố tụng hình sự là buộc phải trả hồ sơ điều tra lại hoặc hủy án nếu hội đồng xét xử nhận thấy có vi phạm loại này Ông Triển cũng xếp việc ông Bình bị nhiều người thuộc nhiều giới chỉ trích vì hệ thống tòa án xét xử oan sai. Tác giả cũng cho biết, trên Internet có rất nhiều thông tin liên quan đến gia đình và thân nhân ông Bình. Dẫu được đính kèm nhiều hình ảnh làm bằng chứng, song những thông tin loại này cũng chỉ là tin đồn. Theo tác giả, ông Triển còn loan báo sẽ công bố những bằng chứng chứng minh ông Bình đã phát biểu sai, thiếu trung thực, khi khẳng định việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, chưa phát hiện trường hợp nào cách án oan người vô tội. Và đây là hình luật sư Trần Đình Triển. Tác giả nhận xét, tuy sau khi ông Triển bị bắt, trang Facebook của ông đã bị đóng, nhưng nhiều người sử dụng mạng xã hội và theo dõi sát các diễn biến liên quan đến chính trị Việt Nam vẫn ghi nhận ông triển là người tấn công trực diện vào tư cách cá nhân và trách nhiệm của ông nguyễn hòa bình đối với hiệu quả hoạt động của ngành tòa án tác giả cho rằng đó cũng là lý do khiến không ít người bất ngờ trước việc ông triển bị cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân những gì ông triển từng viết cho thấy ông tin đảng đang nỗ lực chống tham nhũng đó cũng là lý do khiến ông Triển không ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nỗ lực chỉnh đốn đảng của ông Trọng, nỗ lực thực thi pháp luật của ông Tô Lâm và xem việc chỉ trích, tố cáo ông Bình là thực thi trách nhiệm công dân, vai trò luật sư. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nguyễn Hòa Bình làm mưa làm gió trong ngành tư pháp. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.